Trời ơi. Trời ơi. Xin mời các bạn đến với kèo 44 xã các bạn. Phía bộ 4 bên đây của Tân Châu, bên kia của Phú Quý các bạn. Bên phải là Phú Quý, giữa là Tú Mở, trái là Toàn và chiền hai là Rô nha các bạn. Quá tốt. Và đội bóng của Toàn nha các bạn. Điểm đầu tiên cho phía bên Phú Quý, 1-0. Phía bên đây thì bên phải là An, bên trái là Kỳ Nhông, giữa là chiền hai là Phi nha các bạn. Giữa hình như là tên là Nhóc đó mà. Anh Nhóc hả? Điểm tại là 1-0. Chàng bóng tốt. Điểm tiếp theo cho phía bên Phú Quý. 2-0. Kỳ Nhông. Kỳ Nhông đã bóng không qua tay trắng của Phú Quý rồi. Điểm tiếp theo cho phía bên Phú Quý. 3-0. Trời ơi quá đã. Quay quá đẹp của An Tân Châu nha các bạn. Điểm 1-3. Phú Quý vẫn còn. Quá đáng tiếc cho những nỗ lực cứu bóng phía bên Tân Châu nha các bạn. Bóng không qua lưới rồi. Điểm cho phía bên Phú Quý. Điểm 4-1. Cú bóng ra ngoài. Điểm cho phía bên An Tân Châu. 2-4. Trời ơi, bóng tốt. Điểm cho phía bên Phú Quý các bạn. Điểm 5-2. Bóng trong sân. Điểm cho phía bên bộ của Kỳ Nhông các bạn. Điểm 3-5. Lỗi rồi, phía bên Phú Quý lỗi cú bóng. Vẫn là điểm cho phía bên Kỳ Nhông. Điểm 4-5. Quá đáng tiếc cho nỗ lực cứu bóng phía bên bộ 4 của Tân Châu rồi. Điểm 6-4. Tiếp tục điểm 6-4. Nam ơi. Ở đây. Vẫn còn. Quá tốt cho pha đá bóng của Phú Quý. Điểm số tiếp tục được nâng lên các bạn.
điểm 7-4 cho Phú Quý. Trời ơi, trống trắng quá tốt mà. Điểm cho phía bên Kỳ Nhông. Điểm 5-7. Bóng không qua lưới, điểm cho phía bên Phú Quý các bạn. 8-5. Hai đội đối xong rồi. Đánh 16 điểm tới. Quá tốt. Và bóng của Kỳ Nhông các bạn. Điểm 6-8. Dẫn con. Phản công. An Tân Châu lọt trắng luôn. Quá đáng tiếc cho pha chắn bóng vừa rồi của Toàn, để bóng lọt qua tay luôn rồi. Điểm 7-8. Hiểu. Quá tốt, cái tài quá nhanh của Toàn các bạn. Tài trái khó chịu của Toàn. Điểm số hiện tại là 9-7 các bạn. Và bóng của Kỳ Nhông không qua tay trắng của Phú Quý rồi. Dẫn là điểm cho bên Phú Quý mà. Điểm 10-7. Điểm cho phía bên Kỳ Nhông mà. Điểm 8-10. Về pha bóng vừa rồi Toàn lỗi các bạn. Để dính bóng rồi. Điểm cho phía bên Kỳ Nhông. Dẫn con. Khoảng công. An. Quá đáng tiếc cho pha cú bóng của Tú Mở các bạn. Điểm số hiện tại là 10 điều. Thủ. Quá tốt cho pha bộ bóng của Tú các bạn. Điểm 11-10. Đi đây. Không.
qua bóng của Kỳ Nhung, dài ra phía sau trên trắng của Phú Ý luôn. Mà điểm số tiếp tục được quân bình nhưng mà 11 đều. Wow, đáng tiếc. Phú Ý để chạm lưới nha các bạn. Điểm 12-11 cho phía bên Kỳ Nhung các bạn. Thằng 6 sống lại rồi các bạn. Trời ơi, quá đẹp. Và là bóng của Phú Quý quá nhanh. Hàng trắng không trắng kịp mà. Điểm 12 đều. Trời ơi, quá tốt. Mũi giữa phía bên của Kỳ Nhung quá nhanh các bạn. Lọt trắng qua đây luôn rồi. Điểm 13-12. Quá hấp dẫn cho những bóng những điểm cuối cùng nha các bạn. Và đỡ bóng hỏng của Phú Quý. Điểm tiếp tục được nâng lên cho phía bên Kỳ Nhung. 14-12. Khoảng cách bây giờ là 2 điểm rồi. Toàn bóng lọt tay trắng qua bên kia luôn rồi. Điểm cho phía bên Phú Quý 13-14. Vẫn còn hơi thấp rồi. Tiếp tục đều phản công cho An Tân Châu. Quá tốt. Và đập bóng, bóng vượt tay nhưng mà bóng vẫn vô sân nha các bạn. Điểm số hiện tại là 15-13. Chỉ còn một điểm nữa là phía bên Kỳ Nhung sẽ kết thúc xét đấu này các bạn. Liệu rằng bên Phú Quý có lội ngược dòng thành công hay không? Chúng ta chờ xem những pha bóng tiếp theo các bạn. Toàn. Và là bóng của Toàn chạm tay trắng ra ngoài. Điểm cho Phú Quý 14-15. Đây là sân bóng chuyền Cà Tâm, tọa lạc tại ấp xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh các bạn. Kỳ Nhung. Qua đà bóng của Kỳ Nhung ra ngoài các bạn. Điểm số được quân bình 15 đều. Hàng 6 quá lưu xu các bạn ơi. Sau lưng mình là hàng 6 nha các bạn, nên nó hơi ồn một xíu các bạn thông cảm nha. Điểm quyết định cho xét đấu này liệu rằng Phú Quý hay là Kỳ Nhung sẽ đưa anh em vào bờ đây. Lợi thế sân nhà cho phía bên Kỳ Nhung nha các bạn. Kỳ Nhung quá tốt. Vậy với pha đội bóng vừa rồi, với pha đội bóng vừa rồi thì Kỳ Nhung đã đưa anh em vào bờ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.